Thưa quý vị, trước thực tế quốc lộ 50 thành phố Hồ Chí Minh kết nối Long An kẹt xe như cơm bữa, hơn bao giờ hết, người dân đang rất mong chờ dự án xây dựng đường song hành mở rộng quốc lộ này hoàn thiện. Là một trong những dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, công trình mở rộng quốc lộ 50 luôn được duy trì đội ngũ trực chiến ngay cả trong những ngày Tết Nguyên Đán năm 2024. Hiện nay, nhiều tổ công nhân, kỹ sư chia thành 3 ca, 4 kíp làm việc xuyên suốt để sớm đưa dự án về đích. Đại diện Ban Giao thông cho biết, dự án xây dựng đường song hành và mở rộng quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Ban Giao thông làm chủ đầu tư, khởi công cuối năm 2022. Dự án này gồm 7 gói thầu, trong đó việc xây dựng đường song hành quốc lộ 50 chia thành 4 gói, đến nay đã đạt khoảng 53% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Còn lại các gói thầu mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu sẽ được khởi công vào tháng 3 năm nay và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Ban Giao thông cho biết thêm, việc xây dựng dự án đường song hành và mở rộng quốc lộ 50 hầu như diễn ra trơn tru nhưng gặp một số khó khăn vướng mắc mặt bằng. Đến nay, Ban Giao thông đã nhận bàn giao mặt bằng của 544 trên 594 hộ. Những mặt bằng còn lại bị vướng thuộc hai doanh nghiệp và 50 hộ dân. Cụ thể, đoạn đầu tuyến giáp đường Nguyễn Văn Linh vẫn còn 24 nhà dân khoảng 5.000m2 chắn ngang tuyến đường chưa thể giải tỏa để làm dự án. Mặt bằng thuộc hai doanh nghiệp ở đoạn khu dân cư Gia Hòa hiện hữu và khu dân cư Phong Phú 4 giáp đường Trịnh Quang Nghị